Anh đang chia sẻ cái không gian phòng khách nha, để bên em tư vấn bộ B12 cho hợp lý. À, không gian của anh xem này, không gian đẹp quá. Một chiều trên dòng sông Lam, anh coi hè cô gái dài đỏ. Chuyện đỏ anh đưa sang sông, anh thầm thương cô gái lại đỏ. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lơ, anh cứ bên ngồi. Câu đời câu trời, chúng ta thương nhau trên lòng sông kim bóng. Ok, anh đặt lịch 25 ngày nữa về lắp cho anh ở Quảng Ninh. Anh đi công việc trên này hay là anh đi... À, anh ở trên này à? À, quê anh Vĩnh Phúc. Rồi anh ở trên Vĩnh Phúc nhưng quê ở Quảng Ninh, về Quảng Ninh lắp cho anh. Vâng, anh Đinh, anh đã chốt một dàn lắp B12 trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó, thì bên em đang ghi địa chỉ để bên em ship về cho anh và lắp đặt tại nhà. Ok, cảm ơn anh Vinh rất nhiều nhé. Vâng, anh cọc trước bên em là 10 triệu để sau này bên em sẽ về lắp 25 ngày nữa. Đó, đặt một cái lịch rất là xa nhưng không sao cả, bên em sẽ lưu đơn và ghim lại đến ngày lắp này, bên em sẽ về Quảng Ninh lắp cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều.